44. Lúc chúng tôi điều tra Tô Cẩm Vinh, vô tình phát hiện ra Đới Dân Tình có vấn đề. 9 năm trước, sư phụ cậu say rượu lái xe gây tai nạn, là Tô Cẩm Vinh ra mặt dẹp yên chuyện này một cách kín kẻ trót lọt. Nếu người thực hiện không khai ra thì không ai biết. Từ đó về sau, hai người họ liền thiết lập quan hệ. Nhưng trong quá trình chúng tôi điều tra Tô Cẩm Vinh, từ đầu đến cuối đều không phát hiện ra Đới Dân Tình tham gia vào hoạt động phạm pháp của Tô Cẩm Vinh. Thậm chí chúng tôi còn cho rằng có thể cậu ta đã thoát khỏi sự kiểm soát của Tô Cẩm Vinh. Nhưng khoảng thời gian gần đây, hàng loạt biểu hiện khác thường của cậu ta đã khiến chúng tôi nghi ngờ. Thời gian này tôi rời khỏi cục là do cấp trên cố ý sắp xếp, mục đích là cho cậu ta đủ không gian thể hiện để cậu ta hiện hình. Bức thư này của Quang Hà đã chứng minh suy đoán của chúng tôi là chính xác. Hai người xem có ý kiến gì không? Tôi và Tiểu Tề bàn bạc với nhau, muốn triệu tập Lê Tịnh, không để cho Đới Dân Tình biết. Được, tôi nghĩ cách này được. Ngày mai tôi sẽ về cục làm thủ tục, không thông qua cục công an. Lập tức hành động triệu tập Lê Tịnh, nhưng đừng đưa Lê Tịnh tới cục. Tôi sẽ tìm cho các cậu một căn phòng an toàn. Dân. Có chuyện gì mà nhất thiết phải gặp mặt? Phó cục Đới, anh nói xem phía bên kia bờ biển sẽ như thế nào nhỉ? À phải rồi, quên mất anh là cảnh sát. Lúc trước chắc không có nhiều cơ hội để xem bên đó là như thế nào. Có chuyện gì nói thẳng, không có nhiều thì giờ. Sao lại nói lời suối quẩy vậy? Tôi bây giờ chẳng có gì ngoài thời gian mà. Anh cũng vậy. Nếu không thì chúng ta lấy gì để tiêu hao những thời gian tốt đẹp này đây? Tôi không rảnh nghe anh tào lao. Phó cục đới. Tôi phải đi. Đi đâu? Bên kia bờ biển. Cậu muốn xuất cảnh? Không phải tôi muốn xuất cảnh, mà là chúng ta phải xuất cảnh. Hoặc nói là anh đưa tôi xuất cảnh. Xin lỗi, tôi không có cách nào để cậu xuất cảnh. Giả lại, bên phía Tề Nhạn Nam không có tình báo về hành tung của cậu. Không cần nôn nóng. Phó cục Đới, tôi chỉ là một tài xế quen. Tôi cảm thấy chạy đối với tôi mà nói là một chuyện mất mặt. Vinh hoa phú quý của tôi đều là do tôi chạy mà có. Tôi không thể đợi người khác đến chặn cửa rồi mới cuống cuồng tìm cách nhảy qua cửa sổ được. Dù sao thì tôi Cẩm Vinh nếu thông minh được như tôi thì đã chẳng đến nỗi phiền phó cục đới đích thân tiễn bà ta đoạn đường cuối cùng. Hơn nữa, nếu tôi có thể ra đi một cách an toàn thì anh cũng được yên lòng mà, đúng không? Để tôi suy nghĩ đã. Không cần nghĩ nữa, tôi đã nghĩ hết hộ anh rồi. Tôi chỉ cần có thể an toàn đến được biên giới, những gì còn lại không cần phiền đến anh nữa. Đương nhiên, nếu anh muốn đi thì cũng được thôi. Dẫu sao tôi vẫn còn mắc nợ anh mà. Ngày mai thì gấp quá, bắt buộc phải ngày mai. Dự cảm của tôi cực kỳ không tốt. Ngày mai không đi thì tôi sợ mình sẽ không đi được nữa. Chờ tin của tôi.
Đội trưởng Tề. Bác sĩ Lê, chào cô. Chào anh. Sao lại ở đây? Tôi đang đợi cô. Đợi tôi? Đúng vậy. Chúng tôi có một vụ án muốn mời cô phối hợp điều tra. Nhưng chắc anh cũng biết, anh làm như thế này là không đúng quy tắc. Nếu muốn bắt tôi thì phải có 2 viên cảnh sát trở lên. Hơn nữa, đây là đới dân tình dạy cô đúng không? Anh ta nên dạy cô thêm những thứ có ích hơn. Lê Tịnh, tôi là thanh tra cấp 1 thuộc đội 1, Cục Phòng chống ma túy thành phố Tề Nhạn Nam. Vị này là đồng nghiệp của tôi, Ngô Tiểu Lê. Bây giờ chúng tôi tiến hành triệu tập miệng đối với cô. Mong cô phối hợp. Lên xe đi. Đây không phải cục cảnh sát. Anh đưa tôi đến đây làm gì? Đây là phòng làm việc của tổ chuyên án. Rốt cuộc anh muốn làm gì? Cô đã làm gì trong lòng cô tự biết rõ. Nếu không có chứng cứ, tôi sẽ không đưa cô tới đây. Có chứng cứ thì anh bắt giữ tôi đi. Đưa tôi đến nơi này không rõ ràng, vậy là sao chứ? Hiện nay cô đang bị nghi ngờ vì việc tự ý sử dụng dược phẩm, chưa qua cục quản lý dược xác nhận đối với người cai nghiện. Lê Tu San, chỉ riêng điểm này đã đủ để tôi khởi tố cô. Anh không cần hỏi tôi sẽ không nói gì cả. Tôi biết, nên tôi cũng sẽ không hỏi. Triệu tập 24 giờ, tôi đợi được. Đây cũng là đới dân tình dạy cô hả? Sau 24 giờ thì sao? Anh ta sẽ đưa cô đi ư? Anh ấy sẽ đưa tôi đi. Tôi nói cho cô biết, anh ta sẽ không làm vậy đâu. Nếu một người đã quen thói phản bội, liệu cô có tin không? Anh ấy không phải người như vậy. Anh ta chính là người như vậy. Anh ta đã phản bội lời thề của chính mình, phản bội lòng tin của chiến hữu. Anh ta cũng phản bội cả người phụ nữ của mình. Anh ta có thể phản bội người thứ nhất thì sẽ có thể phản bội người thứ hai. Tôi sẽ cho cô thời gian. Suy nghĩ xong thì báo tôi. Alo. Dân, tôi tới ngay. Đội trưởng Tề, chuyện này rốt cuộc là sao? Tôi bị lẫn luôn rồi. Cô ta với phó cục đới là thế nào? Rồi chuyện phó cục đới là sao nữa? Anh hôm nay làm sao vậy? Bảo tôi đi tìm Lê Tịnh cùng anh, chẳng nói chẳng rằng. Với cả đây là đâu? Tôi biết cô có rất nhiều câu hỏi, nhưng tôi không có quyền trả lời cô. Đi theo tôi. Chuyện gì vậy? Tôi cũng không rõ. Tìm tình hình rồi nói sau. Cục trưởng Mã. Cục trưởng Mã, ngồi đi. Nhìn địa bộ này là đội trưởng Tề chưa nói gì với các cậu rồi. Đừng trách cậu ấy. Cậu ấy làm đúng. Đây là kỷ luật. Tôi biết mọi người có rất nhiều nghi hoặc. Hôm nay tôi sẽ giải thích ngắn gọn cho mọi người hiểu. Chúng tôi từ lâu đã lập án điều tra Tô Cẩm Dinh. Vì việc này, trên tỉnh, vì việc này trên tỉnh còn thành lập riêng một tổ chuyên án. Nơi này chính là phòng làm việc của tổ chuyên án. Trong quá trình điều tra, chúng tôi phát hiện đới dân tình có quan hệ mật thiết với bà ta. Sao cơ? Phó cục đới. Nhưng đới dân tình có tham gia vào hoạt động phạm pháp của Tô Cẩm Dinh hay không vẫn chưa thể xác định. Những suy đoán này hôm qua đã được đội trưởng Tề của các cậu chứng thực. Để dân tình dính dáng tới rất nhiều vụ án, cụ thể có bao nhiêu, nghiêm trọng tới mức độ nào thì vẫn đang điều tra. Nhưng có 2 điểm bây giờ có thể khẳng định. Một là báo tin cho Kha Tế Lan, dẫn đến chúng ta mấy lần bắt Kha Tế Lan thất bại để hắn lọt lưới. Hai là cái chết của Tô Cẩm Dinh có liên quan trực tiếp tới cậu ta.
Hôm nay vì sao lại triệu tập mọi người tới đây? Bởi vì chúng tôi cảm thấy Đế Chân Tinh đã phát hiện ra rồi. Sao cơ? Hôm nay thái độ của cậu ta rất khác thường, không đến cục đi làm, cũng không gọi điện thoại. Xét thấy cậu ta có năng lực điều tra và phản điều tra rất mạnh, cho nên chúng ta bắt buộc phải chuẩn bị thật tốt. Kiểm sát viên Lâm đang theo dõi dưới nhà cậu ta, cả buổi sáng không phát hiện cậu ta rời khỏi nhà. Điện thoại bàn trong nhà và di động đều không ai bắt máy. Chúng tôi đã báo cáo lên tỉnh, tỉnh quyết định bắt giữ Đới Giang Tinh. Tiểu Tề, nhiệm vụ bắt giữ Đới Giang Tinh giao cho đội một các cậu hoàn thành. Rõ. Rõ. Xin lỗi nha. Phó cục đế quả nhiên là một người giữ chữ tín. Nuối tiếc lớn nhất của đời tôi chính là chưa từng gọi 110. Bây giờ không ngờ có khó khăn phải tìm cảnh sát thật. Nhưng mà phó cục đế không giấu gì anh, tôi nhìn thấy thứ này trong lòng cũng run cầm cập. Lại nhảy ít thôi, thầy nói vào, chia nhau ra đi. Phó cục đế, vội gì chứ? Tôi nghĩ hai chúng ta đi cùng nhau, tôi sẽ thấy yên tâm hơn. Anh thấy sao? Cậu muốn an toàn rời khỏi đây thì phải nghe lời tôi. Không vấn đề gì, tôi nghe anh. Nhưng tiền đề là tôi phải an toàn rời khỏi đây. Sau khi tôi đi, anh có thể đổ hết mọi chuyện lên đầu tôi, không vấn đề gì. Nhưng nếu tôi không đi được thì trong lòng anh cũng chẳng yên tâm, phải không? Có ý gì? Tôi cực kỳ thích vẻ mặt của anh hiện giờ. Muốn giết tôi lắm phải không? Nhưng anh lại không làm được. Anh nói xem, anh với Tề Nhạn Nam muốn bắt tôi không phải mới ngày một ngày hai, đúng chứ? Nhưng tôi vẫn lành lặng đứng trước mặt anh. Tại vì sao? Chính vì tôi luôn lấy được kim bài miễn chết. Ông trời cứ giúp tôi, biết sao được. Xin lỗi nhé, phó cục đế. Anh phải đưa tôi đến biên giới, tôi mới có thể thả anh đi. Chặng đường cuối cùng anh phải đi cùng tôi. Cậu không sợ tôi giết cậu à? Tôi không sợ. Bởi vì anh là quân tử, chuyện tiểu nhân anh chỉ là nghiệp dư thôi. Mà tôi là tiểu nhân, tôi chuyên môn tính kế với người khác. Mau chạy đi phó cục đế, bánh xe của tôi đã bắt đầu cào đất rồi. Ngầu không?
Anh ta chạy rồi. Xin lỗi, tôi không canh chừng được. Tôi là cảnh sát. Tôi thật sự là cảnh sát. Mặc cảnh phục vào đẹp trai thật. Sư phụ. Anh đấy ư? Tôi biết anh đang nghe. Anh hãy quay lại đi. Chắc anh biết rõ. Anh tự về và tôi đưa anh về. Kết quả là khác nhau. Sư phụ, quay về đi. Tôi... thông báo cục trưởng Mã. Xin khởi động báo động đỏ. Rõ. Sao vậy? Có chuyện à? Là Lê Tịnh. Phụ nữ ấy à? Không phân biệt được gấp gáp hay thông thả. Giờ là lúc nào rồi mà còn nũng nịu nhõng nhẽo? Tôi nhớ Pro hình như đã nghiên cứu phụ nữ cả đời người. Đến chết, ông ấy vẫn còn gào khóc. Phụ nữ rốt cuộc muốn cái gì? Phó cục đới, anh bảo phụ nữ muốn cái gì? Thôi bỏ đi. Thứ đại sư nghiên cứu còn không hiểu thì chúng ta càng khỏi nghĩ. Nhưng tôi biết đàn ông muốn gì. Ít nhất là tôi biết mình muốn gì. Tôi là một người lái xe. Điều tôi muốn chính là chạy một mạch đến tối một cách an toàn, chạy đến nơi mà tôi muốn. Bất cứ chuyện gì cũng không thể cản trở tôi. Đương nhiên, tôi cũng sẽ mất đi một số thứ, chẳng hạn như tình yêu. Nhưng tôi không hề nuối tiếc. Tình yêu chính là một chế phẩm xa xỉ. Nó không phải là mục tiêu, càng không thể trở thành chướng ngại vật. Lấy một ví dụ, so với một bộ bánh xe đẹp long lanh, thì tôi sẽ muốn một bộ động cơ tính năng ưu việt hơn. Phụ nữ chính là bánh xe. Phó cục đới, anh nói xem, vì một bộ bánh xe mà làm nổ lốp thì có phải là cực kỳ không đáng không? Chào anh, xin mời xuất trình giấy tờ.
Chào anh, xin mời xuất trình giấy tờ. Vất vả rồi. Chỉ đơn giản vậy thôi. Tôi không hổ là thiên tài mà. Đã khởi động báo động đỏ. Các phòng ban đều đã phát thông báo đồng kiểm tra. Cậu khá hiểu gì đó dân tình. Nếu cậu ta bỏ trốn, sẽ chọn tuyến đường nào? Nếu chọn bỏ trốn thì chỉ có một khả năng: xuất cảnh. Xuất cảnh. Đỗ Văn Tinh từng là một cảnh sát hình sự và chỉ huy viên vô cùng xuất sắc. Anh ta hiểu quá rõ từng đường đi nước bước mà chúng ta định làm. Bất cứ phương thức, mánh lới nào, anh ta đều rõ như lòng bàn tay. Đây chính là điều tôi lo lắng nhất. Cục trưởng Mã, anh liên hệ với biên phòng xem có người nào giữ giấy chứng minh công an nhân dân qua trạm kiểm tra không. Ý cậu là cậu ta vượt biên bằng thân phận cảnh sát? Rất có khả năng. Cách này tuy mạo hiểm nhưng lại hữu dụng nhất. Tôi sẽ lập tức liên hệ hải quan và trạm kiểm tra biên phòng. Tôi chạy qua đó. Được. Có tình hình gì báo ngay nhé. Qua trạm khi nào? Tôi tới ngay. Đỗ Văn Tinh đã qua trạm kiểm tra biên phòng. Trước mặt có hai lối rẽ. Chúng ta mỗi xe chặn một đường. Thông báo tổng bộ chi viện. Thuyền sắp tới đón cậu rồi. Tôi đi đây. Phó cục đới, đừng như vậy chứ. Hoặc là anh nhìn tôi đi khỏi rồi mới về. Hoặc là hai chúng ta cùng đi. Hai chúng ta không chung một con đường. Chuyện này không phải do anh quyết định. Nói thật lòng, tôi rất coi thường anh. Nếu như tôi dễ dàng bị người khác tiêu diệt như vậy thì còn sống được đến ngày hôm nay sao? Cất súng đi. Còn có thể nói chuyện tử tế được mà. Khả Thế Lan, tôi đưa cậu đến đây đã là tận tình tận nghĩa rồi. Chúng ta không phải người chung một con đường. Không thể nói như vậy được. Không phải người chung một con đường có thể đến được với nhau, đó mới là duyên phận. Anh nên trân trọng mối duyên phận này, đúng không anh Văn Tinh? Vội vã chia tay như vậy. Tao hả? Anh bị bại lộ rồi à? Cuộc điện thoại vừa nãy không phải là Lê Tịnh? Nhiều lời quá đấy.
Phải, tôi nhiều lời. Nhưng anh hãy nghe thêm vài câu nữa đi. Tôi sợ sau này anh không còn cơ hội nghe nữa. Anh bại lộ thật rồi sao? Không nên chứ. Anh là cao thủ kia mà. Tề Nhạn Nam phát hiện à? Có khả năng. Tên nhóc này rất khó nhận. Hậu sinh khả úy. Dồn sư phụ mình vào bước đường cùng rồi. Đúng không? Hạ Thế Lan, cậu nghe đây cho tôi. Đối với tôi và cậu mà nói, thời gian không còn nhiều. Nếu chia nhau ra đi thì còn có cơ hội sống sót. Tôi đoán đúng rồi à? Tôi đúng là một thiên tài mà. Chia nhau ra đi, chuyện này không đáng tin. Chia nhau ra đi chỉ có thể chứng tỏ anh vẫn còn đường khác. Đưa tôi theo, nếu không hai chúng ta sẽ chẳng ai đi được cả. Đừng ép tôi. Đừng như vậy mà. Tiếng súng vang lên thì kẻ điếc cũng nghe thấy. Cả đứng yên, bỏ súng xuống. Có nhìn thấy không, đội trưởng Tề? Hai tên tội phạm, hai khẩu súng. Anh không chiếm ưu thế đâu. Bỏ súng xuống. Tôi sợ sư phụ anh không đồng ý. Hạ Thế Lan, bỏ súng xuống. Làm gì vậy? Anh Văn Tinh, anh đừng quên, anh không phải cảnh sát. Hai chúng ta giống nhau, là tội phạm từ đầu đến cuối. Anh chẳng bao giờ có được nhận thức đúng đắn về bản thân vậy. Nghe tôi, giết hắn đi. Giết hắn xong chúng ta vẫn còn một con đường sống. Hạ Thế Lan, tôi thừa nhận tôi là tội phạm, nhưng vẫn khác với cậu. Cậu không có tư cách so sánh với tôi. Cậu không xứng. Tôi nhắc lại lần nữa, bỏ súng xuống. Bỏ. Anh Văn Tinh, tôi hiểu. Anh ngại làm việc bẩn tay chứ gì, đúng không? Không sao, để tôi. Sư phụ, hành động vừa rồi sẽ giúp anh được giảm án. Bỏ súng xuống đi. Để tôi đi. Anh không đi được đâu. Đừng ép tôi. Tôi từng nói, chỉ cần tôi vẫn còn là cảnh sát,
thì tôi quyết không buông tay. Tôi chỉ muốn biết vì sao lại làm như vậy. Cậu hỏi tôi lý do vì sao ư? Cậu hỏi tôi vì sao à? Vì sứ mệnh thần thánh, vì chiến hữu hy sinh. Cảnh sát Trung Quốc hà chịu nghèo khó, không bao giờ tham ô. Đây là lời thề năm xưa anh dẫn dắt chúng tôi. Vì sao lại phản bội nó? Tiền thật sự quan trọng đến vậy sao? Tiểu Tề, cậu nghe tôi nói, cậu chưa bao giờ có tiền nên cậu không hiểu được tầm quan trọng của tiền. Tôi từng giống như cậu, tuân thủ lời thề, giàu sinh ra tử. Nhưng như vậy có ích gì chứ? Dựa vào đâu mà tôi không thể tùy thích, muốn làm gì thì làm? Dựa vào đâu mà tôi phải chịu đựng bần hàn? Cậu hãy nhìn cuộc sống của những người giàu có ngoài kia, vì sao tôi không thể được giống như họ? Như vậy là không công bằng, cậu hiểu chưa? Không công bằng. Tôi còn tưởng anh làm vậy là vì chị dâu, là vì cô ấy. Mà cũng không phải. Đây đều là số phận. Nếu không phải Quang Hà bị nhiễm ma túy thì tôi đã đưa cô ấy ra nước ngoài từ lâu rồi. Tiểu Tề, bao nhiêu năm nay tôi vẫn luôn là sư phụ của cậu. Tôi che chở cậu, đề bạt cậu. Tôi chưa bao giờ muốn làm hại cậu, phải vậy không? Tôi biết cậu là người trọng tình cảm. Hãy để tôi đi. Tín ngưỡng và tôn nghiêm, hai thứ này tuyệt đối không được để bị bất cứ ai chà đạp. Sư phụ, đây là lời năm xưa anh dạy tôi. Đúng, năm xưa tôi đã nói như vậy, tôi từng dạy cậu như vậy. Nhưng đó đều là dối trá. Cậu đừng ngốc nghếch nữa. Tiểu Tề, hai thứ đó chẳng là gì cả, chúng sẽ chỉ khiến cậu cả đời sống khổ sở. Tiểu Tề, tôi ở nước ngoài có rất nhiều tiền. Thật đấy, tôi cho cậu hết. Chỉ cần cậu để tôi đi, tôi sẽ cho cậu. Sư phụ, đây là lần cuối tôi gọi anh là sư phụ. Bỏ súng xuống, đi theo tôi. Để dân tình, bỏ súng xuống. Cậu đừng ép tôi. Cậu thắng rồi.
Anh, người đã quy án rồi. Yên tâm đi, chuyện đã hứa với anh em đều đã làm được rồi. Nhưng công việc của em vẫn chưa kết thúc. Chỉ cần vẫn còn phần tử tội phạm, chỉ cần em vẫn còn là cảnh sát, thì em vẫn phải tiếp tục bắt, giống như anh nói với em. Anh sắp được chuyển đến nghĩa trang liệt sĩ rồi. Ở đó có rất nhiều chiến hữu và anh em tốt của chúng ta, có thể bầu bạn với anh. Sớm muộn, một ngày em cũng sẽ đến đó. Tới lúc ấy hai anh em ta cùng uống một bữa nhé. Hãy đợi em. Hẹn tôi ra đây làm gì? Tôi tên là Tề Nhạn Nam, năm nay 35 tuổi. Tôi là cảnh sát đội phòng chống ma túy, cục công an thành phố Tân Hải. Toàn bộ cuộc sống của tôi đều là làm việc. Ngoài làm việc ra, tôi rất thô kệch, cũng rất nhạt nhẽo. Tôi không biết tặng quà cho phụ nữ, không biết lãng mạn, càng không biết làm thế nào để dỗ dành con gái được vui. Và còn, mẹ tôi nói tôi biết nấu cơm là giả. Ngay cả mì gói tôi cũng không biết nấu. Toàn bộ thời gian của tôi đều dành cho công việc. Ngày lễ ngày Tết chẳng bao giờ về nhà. Bình thường gọi điện về nhà nói không có chuyện gì, thật ra chính là có chuyện. Trên đây là tình trạng chân thật của tôi. Cô đã suy nghĩ kỹ chưa? Đây xem như là anh đang tỏ tình với tôi sao? Chưa từng yêu đương nên không biết thổ lộ. Nhưng tôi nghĩ chắc là như vậy. Vậy sao lại mặc như thế này để đến tỏ tình? Đây là bộ đồ mà tôi yêu thích nhất. Tôi nghĩ nếu như cô cũng thích nó, tôi sẽ vì cô mà thay đổi bản thân, học cách lãng mạn để tặng quà cho cô, học làm bếp núc để nấu cơm cho cô ăn. Và còn một điểm quan trọng, tôi xin hứa với cô, tôi tuyệt đối sẽ không bao giờ phản bội. Tôi hy vọng chúng ta về già vẫn có thể nắm tay nhau đứng trên bờ biển này. Cô có bằng lòng không? Tôi bằng lòng. Không